Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sunray Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Sunray Việt Nam sẽ cho các bạn xem các cái quy trình để tạo thành một cái chiếc xe Đông Ben T30 thùng cánh rơi tại cái xưởng của ô tô Thái Phong. Để trước mắt các bạn là một cái chiếc xe Đông Ben T30 thùng cánh rơi màu trắng. Nó đang được trên cái quá trình được hoàn thiện. Các bạn có thể nhìn thấy là với cái sản phẩm này thì bên mình cũng tùy biến thành cái cửa có thể mở được thành 3 nấc. Đây. Bên trong vẫn còn rất là bừa bộn với các cái vật dụng. Mình sẽ quay ra đằng sau cho các bạn nhìn qua. Đó. Bên phải cũng như vậy. Đằng sau lưng cửa cũng được thiết kế để mở thành 2 nấc. Đó. Thì cái sản phẩm này là vẫn chưa bàn giao cho khách hàng. Bên mình thi công cái thùng này xong thì sau đó sẽ đăng ký, đăng kiểm và bàn giao lại cho khách hàng. Đây là một chiếc xe khác, một chiếc Đông Ben T30 thùng cánh rơi có màu bạc. Thì cái sản phẩm này đã hoàn thiện rồi. Tiếp theo cái sản phẩm này sẽ đi tới cái công đoạn tiếp theo, đó chính là dán đề can và quảng bá thương hiệu cho khách hàng. Thì như các bạn đã biết rằng là một chiếc xe bán hàng lưu động 50% thành công, 50% sản lượng bán hàng là phụ thuộc vào việc phụ thuộc vào việc mà chủ cửa hàng người ta quảng cáo như thế nào ở trên thân xe. Thì cái xe này khách hàng sử dụng để bán các cái sản phẩm về xôi. Vâng. Ở dưới cái khung này đó chính là cái lơi để bình ắc quy. Các bạn có thể nhìn thấy cái bình ắc quy lớn khoảng 150A để sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện ở trong cái xe này. Ở đây bên mình cũng đang để một cái ắc quy nhỏ hơn. Thì cái sản phẩm này sẽ sử dụng đến hai ắc quy, một ắc quy nhỏ và một ắc quy 150A rất là lớn. Ở đây là phía mặt lưng này. Thì các cái sản phẩm Đông Ben T30 này sẽ không khác gì nhiều so với các cái sản phẩm Đông Ben T30 khác. Nó chỉ khác nhau ở cái phần thùng. Với cái sản phẩm này thì vẫn có một cái động cơ 1.5 và tất cả các cái trang thiết bị như một chiếc xe Đông Ben X30. Về ngoại thất, về nội thất cũng như vậy. Vẫn là các cái trang thiết bị giống hệt như cái chiếc xe Đông Ben T30 khác. Ở trong xe các bạn có thể nhìn thấy là bên mình đang hoàn thiện lốt cái đường điện. Đến công đoạn này thì chúng ta chỉ cần dán đề can lên là cái sản phẩm đã được hoàn thiện. Cửa bên mọi thứ vẫn giống như các cái sản phẩm Đông Ben T30 khác. Cửa kính điện, nội thất được chia làm 3 khoang. Chỗ này nó là giả gỗ nha các bạn, giả vân gỗ được chia làm 3 khoang. Thùng chứa đồ. Sản phẩm này mới 100% và chưa được sử dụng. Bên mình sẽ tiến hành đi đăng ký và đăng kiểm cái sản phẩm này trong một vài ngày tới. Thì cái sản phẩm này thì bên mình sẽ tiến hành làm một cái video tiếp theo sau khi mà bên mình dán xong cái đề can cho cái sản phẩm này. Thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo để các bạn xem được cái hình ảnh hoàn thiện của cái sản phẩm này nó sẽ đẹp như thế nào. Đây, khi mà mình mở cái thùng ra các bạn sẽ nhìn thấy cái bưởng kia thì người bán hàng có thể đứng lên đó. Người bán hàng sẽ có thể đứng ở bên ngoài này hoặc là họ sẽ đứng ở giữa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở giữa sẽ có một cái khu vực để người bán hàng có thể đứng được ở đó.
Ở phần này thì khách hàng sẽ có thể làm thêm một cái tấm chắn bên ngoài, và sau đó họ sẽ dán lên menu các cái sản phẩm họ bán, hoặc nếu không muốn thì họ có thể hoàn toàn đóng cái sản phẩm nó lên như thế này. Thì ở bên ngoài này sẽ được dán decal để thể hiện được các cái menu, các cái sản phẩm họ bán ở bên ngoài. Chúng ta có thể là mở cái cửa này ra và chúng ta sẽ bước lên từ đây. Đó. Chất lượng hoàn thiện của chiếc thùng này mình đánh giá rất là cao. Thì bên mình có rất là nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất các cái thùng cánh rơi, các cái thùng bán hàng lưu động mà tùy biến theo các cái nhu cầu thực tế của khách hàng. Ở đây là hệ thống đường điện, đường đèn. Đèn này là đèn 220V nhé các bạn. Đèn như chúng ta sử dụng ở gia đình đó. Vì cái xe này đã chạy qua một cái bộ đổi nguồn, cái bộ biến áp để mà tăng cái nguồn điện từ ắc quy thành điện 220V có thể sử dụng bình thường. Đó. Với cái cửa này thì bên mình cũng thiết kế cái sản phẩm này có cái cửa lock để mở ra. Nhưng ở đây thì mình cũng không tiện mở, các bạn thông cảm cho. Như vậy là trong cái video lần này thì bên mình cũng cho các bạn xem qua các cái công đoạn để hoàn thiện một cái sản phẩm đông ben thùng cánh rơi. Có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Xin chân thành cảm ơn các bạn.